lo lắng của bạn hoàn toàn có cơ sở khi hiện nay với công nghệ camera quan sát được cải tiến và phát triển, những chiếc camera ngụy trang ngày càng nhỏ và tinh vi hơn. Và hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn đều có gắn camera quay lén ngụy trang ở những góc trong phòng rất khó có thể phát hiện được và được điều khiển từ xa qua mạng Internet. Có hai cách phát hiện camera quay lén đơn giản với điện thoại như sau. 1. Sử dụng chính camera điện thoại. Với những loại camera ngụy trang có đèn hồng ngoại, chúng ta không thể phát hiện bằng mắt thường được, nhưng với camera điện thoại thì có thể. Sử dụng điện thoại có chế độ chụp hình, ta bật chế độ chụp hình quét một vòng ở những khu vực trong phòng mà bạn nghi ngờ có thể được đặt camera quay lén. Nếu có camera hồng ngoại thì màn hình điện thoại của bạn sẽ sáng. Ngay bây giờ bạn cũng có thể thử nghiệm cách này với điều khiển TV, quạt, điều hòa trong nhà bạn. Tất cả các thiết bị này đều có hồng ngoại. Hãy thử ngay luôn nhé, bạn sẽ thấy một đốm sáng trên màn hình điện thoại của bạn. Với camera ngụy trang có hồng ngoại cũng tương tự như vậy. 2. Thực hiện cuộc gọi, giả âm thanh. Thực hiện cuộc gọi và sau đó quét điện thoại xung quanh nơi đáng nghi ngờ, điện thoại sẽ có tiếng ồn loẹt xoẹt gần những sản phẩm phát ra từ trường. Không phải tất cả các điện thoại đều có thể làm việc này, nhưng nếu chiếc điện thoại của bạn có phát ra tiếng ồn loẹt xoẹt khi đặt gần loa hoặc khi có cuộc gọi chuẩn bị đến, nghĩa là điện thoại của bạn có thể sử dụng để dò camera. Camera có thể được giấu kín, nhưng ống kính thì không thể giấu hoàn toàn mà chỉ có thể ngụy trang. Hãy bắt đầu những nơi đáng nghi ngờ nhất như phòng tắm, phòng ngủ hoặc những nơi lưu trữ những món đồ giá trị đặc biệt. Hãy kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng của bạn, từ lọ hoa, các bức tranh treo trên tường đến những khu vực bất thường khác, bóng đèn, gương, rèm cửa, giá sách. 3. Ngoài ra cần lưu ý thêm lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Hãy để căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, sau đó lắng nghe thật kỹ. Nhiều loại camera nhỏ, nhạy thường phát ra tiếng lào xào hoặc những tiếng click khi chúng hoạt động. Thông thường, camera hay được giấu trong các cuốn sách, máy báo cháy, cây cảnh trên bàn, trong nhà, hộp giấy ăn, túi nhồi bông và các công tắc điện. Xem xét những tấm gương có vẻ không có lý do gì để treo ở đó. Cũng có thể camera không thể ở chỗ đó, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận. Tắt hết đèn và nhìn xung quanh xem có xuất hiện bóng đèn LED nhỏ xíu màu xanh hoặc đỏ nào không. Một số micro thường có đèn khi bật lên và nếu kẻ lắp đặt nó không cẩn thận, họ có thể không vô hiệu hóa tính năng này. Ngoài ra, khi đèn đã tắt, hãy để ý kỹ tín hiệu đèn nháy và kiểm tra cẩn thận tất cả các gương. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.